Xin chào quý vị và các bạn, chào đón các bạn đến với nhà hàng Bữa Trôi Vẻ. Và như chúng ta đã biết thì khách mời đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay chính là diễn viên. Chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị khán giả đã tới với chương trình Bữa Trôi Vui Vẻ. Chào em. Em nào? MC. Chào Xuân Nghị. Đúng rồi. Thế khán giả vừa nhìn thấy Xuân Nghị xong cái xuất hiện ở đây, thế tại sao hôm nay không mặc đồ cảnh sát giao thông đi vào đây cho nó hoành tráng? Cảnh sát giao thông là ở trong phim mà, đi ra đây là mình phải mặc đồ đẹp chứ. Đồ đẹp, đồ như này là đồ đẹp và nó có vẻ rách rưới tung tóe này hả? Này là fashion. Cái này fashion à? Fashion. Là sao? Fashion. Là sao? Modern. Fashion. À tôi lại tưởng là hôm nay là đính giường là không mặc như thế này mà hôm nay là đồ là phát sinh thì có gì trên cơ thể. Hóa ra là fashion là thời trang. Fashion. Ta đọc tiếng Anh thì hiểu giùm cái đi. Tôi cứ nói vậy là người ta nghĩ sai rồi. Thôi được rồi, hết sức bình tĩnh. Lần đầu tiên đến có khác đến đây cái tự dưng lại nổi giận nổi đoá lên có vẻ đánh đá quá thưa quý vị khán giả. Đánh đế gì, đàn ông mà đánh đế gì. Tại người ta là người ta nghiêm khắc. Đúng rồi, đánh đế là dần dùng cho phụ nữ tao. À thế à? Thế bây giờ thế này nhá, chúng ta đến với nhà hàng Bữa Trôi Vẻ rồi thì chúng ta phải tìm hiểu về luật chơi. Tại sao lại cười? Thế tự dưng mình cũng cảm thấy mình buồn cười à? À thế à? Thấy MC vui quá cười. À thế à? À thế...